Mến chào quý khán giả đang xem trên kênh Đồng Hải kết nối khám phá du lịch. Ngày hôm nay thì Đồng Hải sẽ quyết định lại rời xa của lán chó sính một thời gian. Bởi vì Đồng Hải còn các cái công việc ở khắp mọi nơi nữa. Thì thời gian vừa rồi thì Đồng Hải đã lên đây để giúp chó sính một số thứ cái công việc ấy. Thì đến giờ thì cũng gọi là tạm thời hòm hòm rồi. Thì hôm nay Đồng Hải sẽ chuẩn bị lên đường đi. Thì Đồng Hải sẽ quay lại một số các cái hình ảnh của lán chó sính trước khi mình rời khu vực này. Đây là cái sàn của nhà chó sính. Cái sàn này cũng có từ ngày chó sính bắt đầu lên đây lập nghiệp rồi. Nhưng mà trong quá trình sử dụng thì lâu ngày nó bằng cây que mà nó cũng mục hết đi. Thì hôm vừa rồi Đồng Hải đã gia cố lại tất cả, thêm những cây dầm rồi thì chặt hết tre mới để thay đây cho cháu này, bây giờ nó cứng cáp gọn gàng vào. Còn cái chuồng dê của cháu ấy thì cũng mới được làm lại rồi nhé mọi người ạ, đây cũng toàn bộ mới thay bằng tre mới hết, rất là chắc chắn rồi. Chứ nhiều khán giả cứ bảo là đi làm nọ làm kia, bây giờ mà lên rừng xẻ gỗ ấy, cái gỗ tạp thì không ăn thua đâu, gỗ tạp là không thể bằng tre được. Cái chuồng dê thì nên làm bằng tre này là tốt nhất, khi không có tre phải chịu thôi. Còn đây là cái chuồng gà của cháu thì cháu vẫn đang nốt nhốt gà rất là tốt nên không nên động vào nó. Vừa rồi lên đây ấy, thì Đồng Hải cũng cùng với cháu sính có cái tổ chức coi như là đi bắt ong rồi thì chia ong các loại linh tinh ấy. Hướng nghiệp cho cháu là sẽ nuôi cái đàn ong bền vững, có nghĩa là phát triển đàn ong cho nó làm sao lớn mạnh, thì nó là một cái tiềm năng có thể đưa lại những cái thu nhập là cũng là tương đối ổn định. Bây giờ cứ tính bình quân là mỗi tháng là cháu có thể thu được khoảng tầm 20 lít mật rồi, thì như thế là cũng là rất là đảm bảo về cái nguồn thu rồi. Và Đồng Hải vẫn đang muốn hướng tiếp cho cháu để phát triển được thêm một số đàn nữa, làm sao nâng lên tổng số cái đàn ong nó tầm từ 30 đến 50 đàn, như thế thì là tuyệt vời. Nhưng mà đấy mới là trong cái ý nghĩ và tương lai thôi, còn bây giờ thì tạm thời là cháu mới có được 16 đàn. 16 đàn thì cũng hôm vừa rồi mới bắt đầu vừa tách vừa chia thì cũng đã quay thu được một cái số mật nho nhỏ thôi, mới được hơn 5 lít thôi. Đấy là cũng là một cái tín hiệu khả quan. Vừa rồi thì chú cháu Đồng Hải cũng trồng được một số cây ăn quả trên kia. Đấy, trồng đây và trồng đằng trước cửa. Đây là những cái cây ăn quả của bác Thủy ở Sơn Tây, bác ấy gửi tặng cho cháu sính. Bây giờ những cây lên cũng là rất là tốt. Đấy, đây là những cây lên rất là tươi tốt, không có một cây nào bị hỏng hết cả. Bởi vì ở đây thì nó không sẵn nước đâu, nhưng mà chú cháu Đồng Hải vẫn tưới thường xuyên cho cây. Nên có nắng hạn thì cũng cây cũng vẫn cứ tốt. Đấy. Cây rất là xanh tốt. Đàn ngan của cháu thì vừa rồi là tổng thiệt hại cũng tương đối là nhiều. Chú cháu Đồng Hải lên đây làm đường, làm riêng linh tinh các thứ thì đã mổ thịt vãn hết đi rồi. Đấy. Mà bây giờ thì cũng đang có những cái đàn ngan con mới nở ra để tiếp tục để nuôi kế tiếp theo. Ao cá của cháu thì thời gian này nước tương đối là ít. Đấy, nước về rất là nhỏ, mọi người nhìn thấy không? Nước nó nhỏ lắm, nên ra cái hiện tượng nước là sẽ bị đặc. Cá thì cũng tương đối là lớn đấy. Nên này cháu sính thả lá sắn cho chỉ một lúc nữa là ăn hết. Nhưng mà cái nước của cái thời gian này nó quá ít, nó không dồi dào nên cá nó chậm lớn và có tuần thể là còn nguy hiểm ấy, nếu mà nước nó đặc quá.
mong làm sao nó có những trận mưa lũ thật lớn để cho nước nguồn nó về được nhiều ấy, để trở lại bình thường thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Hiện giờ trong chuồng nhà cháu Xính ấy, thì vẫn còn được 3 em lợn. Đấy, một em cũng tầm khoảng độ 30-40 cân, còn 2 em lợn nhỏ. Em Ngan này trốn như thế này, sợ bị thịt. À, thằng Ngan này bị chói à? Thế sao con Ngan này lại bị xích đây Xính ơi? Con Ngan này sao lại bị chói lại? À, nó đang nuôi con à? Đâu đàn con nó đâu? Bây giờ nhà cháu Xính có mấy đàn Ngan con cơ. À đây, Ngan nó đang kêu ở trong nhà này. À đây nữa, đây. Một em Ngan này thì đang ấp. À, thằng này lạc loài ở đây à? Nó chạy đi đâu hết rồi ấy. Ở hiện giờ thì Châu đang được cháu Xính cho ăn cây ngô. Đây con Châu này là đợt Lồng Hải mới lên đây thì nó mới đẻ. Con Châu này là của cháu Xính rồi. Bây giờ thì đã trở thành một thanh niên rồi. Đấy, tương đối là lớn. Mày đừng vào vườn ngô nhá thằng kia nhá. Ngô non ta đang rồng đấy. Đấy, còn đây là cái chuồng dê của cháu. Ô cái ấy kia không treo lên nữa à? Cái cục muối ấy. Sao không treo lên, cháu có để có một cục nữa à? Cháu Xính biết đi mua cái cục muối này về để cho dê nó liếm. Cái này nó chữa được tương đối nhiều bệnh, như là bệnh lở mồm long móng ấy. Thế hôm vừa rồi thì tại đàn dê mới phát triển đẻ thêm được mấy em nữa. Đây mọi người xem này, đấy cái chuồng trại của cháu Xính là vừa rồi tháo hết cây cũ ra đây để mới thay mới hết một loạt nhé, chứ không phải là cái chuồng trại cũ đâu. Nhưng mà chú cháu Đồng Hải là không xẻ gỗ, bởi vì cái gỗ tạp nó không ăn thua đâu. Để bằng cái cây tre này thì nó lọt được cái nước tiểu rồi lọt được cái phân đi thì nó tránh được cái bệnh long móng lở mồm. Đàn dê rất là xinh. Bây giờ thì đàn dê nó phát triển rất tốt. Đây này, em dê cái cừu này được mình mua đem lên cho bà Mỹ không nuôi. Bây giờ cháu Xính nuôi, bây giờ nó sắp sửa đẻ rồi đây. Con này đẻ thì chắc chắn là phải có 2 con trở lên. Đây là những cái cây hoa mà bác Thủy dưới sân Tây bác gửi cho thì chú cháu mình đã trồng theo dọc bờ đường đây. Trồng xen bên gần đấy là những cái khóm dứa. Dứa thì dễ lên lắm nên cây nào nó cũng mọc hết. Những cây hoa này thì cũng mọc rất là tốt rồi. Chắc là sang năm lên đây thì sẽ có một cái dãy hoa dọc theo đường đi vào. Mình cũng quên mất không hỏi là cây này là cây hoa gì nữa cơ. Tương đối nhiều đấy. Trồng suốt dọc đây, những cây xanh xanh này nhé mọi người nhé. Đây là những cây hoa đấy. Đây này bác Thủy bác ấy gửi cho. Còn đây là những cây dứa mình đánh về để mình trồng. Đây cây hoa này. Cái khoảng cách và đoạn lại trồng một cây. Để mai kia nó sẽ vừa đẹp đường. Nó cũng giữ đất nữa. Chắc là hoa đẹp lắm thì bác ấy mới gửi tặng để trồng đấy. Dứa thì mình trồng ra cái đây thôi. Còn đây là những cái cây ngô mà vừa rồi chú cháu Đồng Hải mới trồng lại đấy. Mọi người nhìn thấy không? Ngô lên rất là tốt. Bây giờ chuẩn bị vun được rồi đấy. Một tuần nữa thì cái ngô này sẽ thu hoạch. Để thu hoạch hết rồi thì sẽ vun cái ngô này và sẽ cho phân.
cũng rất may là hôm vừa rồi nó mưa kịp thời, chứ nếu mà nó không mưa thì chắc là lại bỏ đi mất cái đám ngô vừa rồi, là mua mất 4 cân ngô giống đấy. Hôm cháu sinh thì mình đưa cho mua 3 cân, xong hôm Đồng Hải lại đi ra mua tiếp thêm 1 cân nữa để cho cháu trồng rậm vào. Đấy, ngô trồng thì rất là đẹp, đẹp lắm mọi người ạ. Để thu hoạch ngô kia đi, cái thì là sẽ vun và cho phân bón vào cái đám ngô mới này. Cái vấn đề mà Đồng Hải tâm đắc nhất ấy là cái con đường lên lán cháu xính ấy. Thì vừa rồi là Đồng Hải đã sửa lại được hết toàn bộ, suốt từ trong lán cháu xính ra đến cái khu ruộng lầy của người ta thôi. Chứ còn nếu mà cái ruộng đấy mà người ta đã cho làm ấy thì mình đã làm nốt rồi, nhưng mà bây giờ là vẫn là thuộc quyền sở hữu người ta, họ chưa trả lời nên tụi mình còn đoạn ấy rồi, còn tất cả mình đã làm lại được ngon lành hết rồi. À, như đoạn này này, mọi người thấy trước đây đi chỗ này nó bé tí mà dốc đứng lên, vướng gốc cây vướng ra đường. Vừa rồi Đồng Hải cho đánh hết đi, mở rộng ra để đi lại cho nó thuận tiện. Thế suốt từ đây vào trong nhà. Đấy, bởi vì Đồng Hải đã sửa được hết toàn bộ dọc cái dốc ngoài kia. Nói chung là những cái gì chưa làm nó khó đi là mình đã làm lại hết. Nên này, mình rất là tâm đắc cái vấn đề đấy. Thì cái đoạn cái cây chám ngoài kia tí nữa Đồng Hải sẽ quay cho mọi người xem, là nó đi đúng cái đường rãnh nước, mưa nó xối xuống nên này, mình đã mở hẳn tránh khoảng mấy chục mét cái đoạn đường đấy, mở hẳn con đường mới vòng tránh đi để không bị phải đi qua cái chỗ ý nữa. Chỗ ý đi nói thật trời nắng thì đơn giản, nhưng mà trời mưa thì nó rất là khó, nước nó sói trơn dốc đứng. Đấy, con đường Đồng Hải mở vào đến tận nhà luôn, mặc dù chỉ là con đường đất thế này thôi, nhưng mà nếu mà so với ở trên miền núi như này cũng là một kỳ tích rồi. À đây này, còn cái này nhá xính nhá, cái nhà này này kiểu gì cũng phải chống vào nhá, tí bọn thằng ấy nó lên làm nhựa thông ấy, nhớ cắt cây vào nó thật sự là nếu không không qua được nổi mùa mưa này đâu, chứ nói thật đấy. Bởi vì cái nhà này nó làm như kiểu cái dạng chuồng trâu, làm có 4 cái cột xong rồi cái lỗ đục mộng nó lệch lạc thế kia, nó vặn méo này. Lần trước chú đã cân lại được rồi, nhưng mà vì lý do có nghĩa là mình nó chỉ là cái dạng chuồng trâu thì mình không thể giữ chắc được. Tốt nhất là chống nó vào, bắn lại được càng tốt. Nhớ không? Không lúc mà đổ xuống là nguy hiểm cho cả người chứ không phải là cái chỗ ở đâu. Thì đây là chú nói thật chứ không phải là dọa đâu. Bởi vì cái nhà của nó ít nhất nó phải có 2 gian, 3 gian. Đây nhà có 1 gian, lại một gian của người ta là có 6 cột. Đây một gian mình có mỗi 4 cột. Nhớ đấy nhá. Cú cả chuồng à? Cú đau mắt à? Ô thằng cu bị đau mắt. Đấy, hai bố con xính đã có 2 quả đầu mới rồi. Hôm qua em Long lên đây à? Chưa, hôm qua em Long lên đây cắt tóc này à? Đấy, cắt tóc cho 2 bố con nhé. Ô thằng chính con này đau mắt đỏ. Thằng chính con đau mắt đỏ á? Bác sĩ bảo thế á? Úi ơi này. Cười liếu lộ. Chào ông đi. Tạm biệt ông đi. Không phải tạm biệt đâu nhỉ, ông đi ông còn về mà nhỉ. Ừ thì tạm biệt chứ mới gì nữa. Bye bye thôi nhỉ, bye bye ông á. Bye bye. Thằng chó con đấy nhỉ. Đây mọi người, nhiều khán giả cứ bảo thích xem thằng chó con đây, thằng chó con này. Đấy, úi dồi ôi, thằng chó con mới có cái quả đầu mới này. Úi dồi, nó nhìn. Úi dồi, chú. Trộm vía là cháu rất là nghịch. Đấy. Ding 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 ding. 2 bố con giờ thì có 2 quả đầu ngon rồi.
đỡ tốn được một cơ số tiền vì anh ấy Long đã lên xử lý cho. Hôm nọ có khán giả bảo là chú Hải cứ cắt tạm cho nó đi, và không chú mà cắt gì thì kiểu cắt đầu cua, mà cua là chọc lốc thôi. Ding 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 nhỉ. Nhá, ngủ nhá. À xính ơi, như thế này nhá. Từ hôm chú lên đây này thì cũng có một cái chị giấu tên ở bên nước ngoài đấy. Chị là trước đây là qua kênh của Tài TV là chị giúp cho cháu từ trước bắt đầu lên cái làm cái này rồi, chị vẫn giấu tên đúng không? Đấy thì hôm vừa rồi ấy thì một lần là chị gửi cho chú là được 2.500.000. Và đến hôm vừa rồi là chú đi sang bên chỗ nhà ông Trần ấy thì chị lại gửi thêm cho được 2.300.000 nữa, 2.304.000 nữa, thì bảo là để giúp cho cháu. Thì đấy, hôm vừa rồi là mua cưa này rồi để mua các thứ linh tinh các thứ, thì có nghĩa chị bảo là nếu mà còn thiếu bao nhiêu thì để chị giờ lại gửi sang sau. Nhưng mà hôm vừa rồi thì chị gửi thêm 2.300.000, nhưng mà chị lại bảo gửi cho vợ cháu già là 1.000.000. Đấy, thì nói chung là chú cộng tất cả cái tiền ấy vào trong cái tiền của kênh. Vâng. Cháu hiểu chưa? Chú cộng hết tất cả cái khoản tiền ấy vào trong cái tiền của kênh. Thì hôm nọ là đấy, chú cũng đưa tiền cho cháu 500.000 để đi mua ngô giống này. Chú cũng mua thêm một cân ngô giống hôm cháu dặn đấy. Rồi thì mua linh tinh các thứ, mua cưa nữa. Thì chú cộng hết tiền vào trong cái ấy rồi, thì chú đã chắc là chú lên công khai rồi. Thì còn bao nhiêu tiền thì nó vẫn ở trong quỹ của kênh. Nó thật sự nó chỉ có vài triệu thôi. Đấy thì đấy, cháu có lời gì nói, lời cảm ơn với các mạnh thường quân. Cháu thế này, cháu cũng chúc tất cả các mạnh thường quân luôn luôn mạnh khỏe và xem video vui vẻ. Cháu cảm ơn chú Hải rất là nhiều. Không, chú thì không quan trọng lắm. Chú Hải giúp cháu rất nhiều. Thì chú thì coi mày như là con thôi mà. Đấy thì chú lên nói thật sự là có cái việc gì mà nó không ấy thì chú đều làm để cho cháu nó được tốt nhất. Đấy, như thế rồi. Và cái gì chưa làm được thì chú phải dặn cháu. Nên chúc chú Hải luôn luôn mạnh khỏe và khán giả luôn luôn vui vẻ. Rồi, đấy thì đấy cái chị rất là quan tâm đến cháu đấy, cái chị giấu tên ấy, chị quan tâm suốt từ bắt đầu từ cái ngày lên lập nghiệp đến giờ đấy. Nên lúc nào cũng theo dõi cháu và cứ thấy chú lên đây thì là lại bảo thôi là giúp đỡ, coi như cố gắng giúp đỡ cho xính. Thì mà thế có thiếu thốn cái gì, nói thật thiếu thì thiếu nhiều lắm nhưng mà cũng không dám mấy lắm. Nói chung là cứ mình có cái khả năng như thế nào rồi các mạnh thường quân gửi cho như thế nào thì mình sẽ làm như thế. Chỉ mong là cháu với gia đình có nghĩa là lúc nào cũng giữ được sức khỏe này, rồi phát triển kinh tế tốt, cố gắng là gây dựng đàn ông nhá. Đàn ông này mình sẽ gây dựng làm một cái thương hiệu riêng của cháu đi. Mình giả sử lúc mà mình bán giá mật ong theo giá thị trường ấy thì mình cũng không cần phải bán đắt hơn. Chứ mặc dù mật có thể tốt hơn nhưng mình cũng không cần phải bán đắt hơn. Nhưng mà mình sẽ làm sao để gây dựng được cái đàn ong để mỗi tháng nó có cái thu nhập đều đều. Nói thật sự là chú nghĩ khẳng định rằng nếu mà có 30 tổ ấy thì một tháng phải ít nhất là phải có tầm 30 lít là ít. Đấy, để vì hôm nọ mình có quay có bao nhiêu đâu, có tính ra quay được có mấy tổ mà cũng đã được 5 lít mấy rồi đúng không? Mà coi như là cái mật này lại bây giờ quay được nhanh lắm. Tầm khoảng độ nửa tháng mình quay được một lần trong cái mùa ấy này. Đấy, tinh thần nó như thế đấy nhá. Chú chuẩn bị lên đường, chú đi về dưới Hà Nội xong chú lại có một chuyến đi ngao du. Đấy, nó như thế thì cố gắng giữ sức khỏe nhá. Chú đi đường thổ lộ mình ăn. Rồi, ok. Hôm nay đồng Hải chuẩn bị lên đường thì trên xe mình là hai cái túi gắm đã khô để đồng Hải gửi cho mấy khán giả mà đã comment xin đồng Hải từ tương đối lâu rồi đấy. Nên hôm vừa rồi cháu Xính cũng đi chặt cây về để gửi cho
cái bác Hà Nội thì Đồng Hải cũng đi cùng và chặt ra phơi đấy một số, thì tí nữa Đồng Hải xuống dưới kia sẽ gửi cho đường bưu điện. Còn đây thì đây là áo mưa của mình thế này, còn đây là cây thuốc cháu Xính gửi này xuống. Là hai lần không? Dạ. Yeah. Không cái buộc đúng buộc chặt vào một cái lá nhổ này là hai lần đun hai nồi. Không, cái này lúc nào xuống rồi gọi điện nói chuyện với cô thôi. Cái này là cháu Xính gửi xuống cho cô chuyên để làm thuốc cho cái cháu nhỏ ấy. Còn đây là mấy con gà giống cháu Xính gửi xuống cho chú Lũy. Cháu Xính bảo gửi gà to cơ, nhưng mà chú Lũy bảo là không không lấy gà to, nhà chú không thiếu gà to. Hai con là của đấy, cô thì chuyên. Chú chỉ nhà cô chuyên hai thì... con là của chú Lũy. À hai con cô chuyên, hai con chú Lũy. Nghĩ nó không. Chật quá không? Không. Sợ nó chật quá không? Sợ chật nó tùa đấy. Hay là làm hai bao ra đi, hai bao ra đặt sang hai bên đi. Không, không cứ hai con ở đây, hai con ở đây đấy. Không được đâu, không được, chật quá, nó chật quá, nó tùa đấy, nó đè nhau ấy nhá. Lên lên lấy thêm cái bao đi. Nó không đè đâu, gà to mới sợ. Không, nó bé nó cũng sợ chứ. Rồi, để lúc nó tùa mà chịu trách nhiệm nhá. Đây là mấy con gà giống để cháu Xính gửi xuống tặng cho cô chuyên với bác Lũy. Cháu bảo gửi gà to cơ, nhưng mà mọi người đã gọi điện bảo với chú Hải là không lấy gà to của cháu làm gì, không lấy của cháu đâu, nhưng mà cháu cứ gửi cái gà giống nữa, bởi vì đây là cái giống gà quý. Và bây giờ thì Đồng Hải chuẩn bị lên đường.